tử viễn thông được Đại học Huế quyết định mở vào năm 2005, trực thuộc khoa vật lý Đại học Khoa học Huế, sau đó đổi tên thành bộ môn điện tử viễn thông, đào tạo cử nhân vật lý và kỹ sư công nghệ điện tử truyền thông. Đến nay, bộ môn đã đào tạo 6 khóa kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với gần 400 sinh viên. Để đáp ứng với sự phát triển và nhu cầu của xã hội, việc tách bộ môn điện tử viễn thông ra khỏi khoa vật lý là một điều hết sức cần thiết. Theo đó, mục tiêu thành lập bộ môn điện tử viễn thông nhằm đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, tiến tới đào tạo cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu, đánh giá các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, trong nước và hợp tác quốc tế. Đồng thời, phấn đấu hoàn thiện đội ngũ, cơ sở vật chất để tiến tới nâng bộ môn lên khoa điện tử viễn thông trong thời gian tới.